Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Sống Vui Sống Khỏe số thứ 3 được phát sóng trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông VLM. Thưa quý vị, mùa thi là thời điểm căng thẳng nhất của học sinh. Đến gần những ngày này, với áp lực bài vở khiến các em lo lắng đến quên ăn, quên ngủ, làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và kết quả học tập. Vậy làm thế nào để có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt đúng cách? Và làm thế nào để các em có một sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn bước vào kỳ thi quan trọng nhất? Chắc hẳn sẽ là mối quan tâm của không ít các bậc phụ huynh và học sinh. Chủ đề dinh dưỡng mùa thi của Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc này. Cả Khánh Linh và Ánh Linh đều vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cách đây ít ngày và giờ các em đang tập trung ôn luyện cho kỳ thi đại học vào đầu tháng 7 sắp tới. Khánh Linh chọn khối D là Toán Văn Anh, còn Ánh Linh là khối A1 gồm Toán Lý Anh. Khoảng cách giữa hai kỳ thi là khá ngắn, với khối lượng kiến thức cần được hệ thống cũng là áp lực không nhỏ đối với các sĩ tử như hai em khi những ngày thi càng cận kề. Không chỉ vậy, để gia tăng cơ hội trong mùa đại học, cả hai em đều chọn thêm một khối thi khác ngoài khối thi chính và đưa tổng môn học cần ôn luyện trong mùa này lên 4 môn. Điều này đồng nghĩa áp lực càng gia tăng hơn vì thời gian học của các em sẽ phải chia thêm cho một môn. Bây giờ thì em cũng cảm thấy rất là lo lắng tại vì thời gian cũng gấp rút lắm rồi. Còn về ba môn Toán Văn Anh em sẽ thi thì em có lẽ là môn Văn em cảm thấy là lo lắng nhất, tại vì môn Văn thì cách chấm điểm cũng không phải chỉ theo ba rem mà còn dựa vào cách lối viết văn của mình rồi cảm xúc của giáo viên khi chấm. Rất là áp lực tại vì gần tới ngày thi rồi mà không nhiều khi giải bài, nhiều thi thấy bài nó khó quá. Xong rồi thi thử, những cái lần thi thử ở trên trường nó cũng không được tốt. Với lịch học thêm ở trường, học phụ đạo tại nhà, cộng với việc tự học tại nhà, những ngày gần thi mỗi ngày trung bình hai em dành từ 8 đến 11 tiếng để học. Lịch học của em thường bắt đầu vào 5 giờ sáng, thì cái khoảng thời gian này thì em thường dành để học văn. Tại buổi sáng thì cái khả năng mà nhớ nó sẽ tốt hơn. Rồi sau đó thì vào khoảng buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều thì em thường dành thời gian học các môn còn lại hoặc là đi học phụ đạo hoặc học thêm. Còn thời gian nghỉ thì là vào giờ ăn trưa, rồi buổi tối. Bình thường là bắt đầu lúc 9 giờ. Rồi buổi trưa đi về nhà nghỉ một chút là 11 rưỡi em học xong. Thì 12 giờ em về đến nhà ăn cơm ngủ nghỉ thì 2 giờ em bắt đầu học tiếp. Học tới 5 giờ tới 6 rưỡi thì em bắt đầu học tiếp ca tiếp theo. Tới cỡ chừng 10 giờ thì giờ đó là bình thường là tất cả các việc học của em là ngừng lại ở đó. Còn những cái bài tập làm thêm thì bình thường em sẽ dành thời gian cỡ chừng 2 tiếng để làm tiếng Anh. Lịch học dày đặc trong mùa thi, đặc biệt đây là thời điểm mùa mưa rất dễ bị cảm. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của các em. Chị Vũ Thị Lê là mẹ Khánh Linh, sau giờ làm luôn tranh thủ dành thời gian nấu những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng cho cả gia đình. Hôm nay thực đơn có ít nấu chuối, cá chiên, rau sống và không quên một dĩa trái cây. Thêm vào đó, để bổ sung sức đề kháng cho con gái trong mùa thi, nước cam được chọn là thức uống thường ngày. Đây cũng là tâm lý chung của hầu hết các bà nội trợ khi có con đang trong thời điểm văn ôn võ luyện. Để đảm bảo dinh dưỡng cho cháu đi mùa thi thì tôi thường cho cháu ăn đủ các chất protein như là đường, cá, thịt và thịt bò để cho cháu có đủ dinh dưỡng. Và cho cháu ăn các nhiều loại rau củ với kết hợp với rau và uống các nước chất nước cam như nước cam, nước chanh. Những cái thực phẩm là như là thịt bò này, rồi là trứng này, cá là những cái thứ đó là cô ngày nào cô cũng có. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, để chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho các sĩ tử vào mùa thi, các bậc phụ huynh đã rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng dành cho các em, chế biến tại nhà các loại thực phẩm để đảm bảo hợp vệ sinh. Tuy nhiên, ăn như thế nào là đủ đảm bảo chất dinh dưỡng và tăng cường trí nhớ cho các em học sinh vào mùa thi này? Trong chương trình Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, mùa thi gần kề thì các bậc phụ huynh rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng dành cho con em mình. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích dinh dưỡng tác động như thế nào đến các em học sinh trong mùa thi được không ạ? Chúng ta thấy là hàng ngày
chúng ta cần phải ăn để chúng ta cung cấp các cái chất dinh dưỡng giúp cho các cháu học sinh có năng lượng để có thể là tồn tại, có thể là hoạt động và học tập. Và bên cạnh đó thì các cháu học sinh nó khác với người lớn là các cháu còn đang tăng trưởng. Vì vậy là dinh dưỡng đối với các cháu có nghĩa là có năng lượng, có các chất dinh dưỡng để các cháu có thể tăng trưởng được, các cháu có thể học tập thật là tốt và đạt được cái kết quả thi thật là tốt. Dinh dưỡng sẽ quan trọng hơn nữa khi mà các em vào mùa thi. Nếu mà các em ăn uống không đủ chất thì thường các em sẽ rơi vào một cái tình huống là thiếu năng lượng và thiếu các chất dinh dưỡng, do đó các em hay bị mệt mỏi, hay buồn ngủ, khó tập trung tư tưởng và cái sức khỏe của các em nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta không chú ý đến vấn đề dinh dưỡng khiến cho các cháu bị thiếu một số các cái chất dinh dưỡng làm cho cái sức đề kháng của các cháu bị giảm đi thì có thể các em sẽ bị mắc các cái bệnh lặt vặt vào trong lúc mà các em đang cần sức khỏe tốt nhất để thi. Trong trường hợp các em lại dành quá nhiều thời gian để học tập mà ăn uống một cách qua quýt, hoặc là ăn uống những cái đồ ăn, thức uống mà nó được chế biến sẵn, không đảm bảo an toàn thực phẩm, đôi khi các em lại rơi vào cái tình trạng ngộ độc thực phẩm. Thưa bác sĩ, vậy bác sĩ có thể cho biết một bữa ăn như thế nào được gọi là đầy đủ chất dinh dưỡng? Thì một ngày các em học sinh ở trong cái mùa thi mà chúng ta đang tiến đến gần, đặc biệt là các em học sinh ở cái cấp 3, đã tốt nghiệp phổ thông trung học và chuẩn bị thi vào đại học, thì các em sẽ cần ăn 3 bữa chính và 1 đến 2 bữa phụ. Trong các cái bữa ăn hàng ngày của các em thì nhất thiết là phải cung cấp được cái năng lượng phù hợp với cái lứa tuổi của các em. Thì chúng tôi có thể mô tả như thế này: một em nữ sinh sẽ cần ăn vào khoảng 2.400 kcal một ngày, còn một em nam sinh thì cần nhiều hơn, cần khoảng 2.700 kcal một ngày. Các bữa ăn hàng ngày luôn luôn làm sao phải cung cấp được đủ các cái nhóm chất dinh dưỡng chính, bao gồm có chất bột đường, có chất đạm, có chất béo, có các vitamin và có các khoáng chất. Và nếu chúng ta cung cấp các cái nhóm chất này thì chúng ta sẽ cung cấp thêm được chất xơ để giúp các cháu tiêu hóa tốt hơn. Điểm thứ hai chúng ta sẽ lưu ý là vậy thì bao nhiêu loại thực phẩm là vừa, thì chúng tôi có khuyến nghị là để đảm bảo cung cấp được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng trong các cái nhóm thực phẩm mà sinh ra được năng lượng và không sinh năng lượng thì chúng ta nên ăn vào khoảng 15 đến 20 loại thực phẩm một ngày. Vì vậy thì các bậc cha mẹ hãy chú ý là đa dạng hóa cái bữa ăn cho trẻ. Thưa bác sĩ, vậy trong khẩu phần ăn thì các em học sinh nên ăn những loại thực phẩm nào để góp phần tăng cường trí nhớ cho mình vào mùa thi ạ? Nhóm chất dinh dưỡng này nó sẽ giúp cho các cái tế bào não và các tế bào thần kinh hoạt động được tốt hơn. Đối với cái chất bột đường mà chúng ta sử dụng glico thì glico nó sẽ giúp cho đường huyết nó ổn định. Thì chúng ta hãy chọn những cái thực phẩm mà giàu chất bột đường dưới cái dạng là bột như là gạo, nuôi, mì, miến, phở. Thứ hai là các axit amin thì chúng ta sẽ chú ý là các axit amin thì nó có cái vai trò là nó giúp cho cái quá trình dẫn truyền các cái tín hiệu thần kinh được tốt hơn. Xuất phát từ những cái thực phẩm nào là cá, là tôm, là đậu hũ và là trứng. Bây giờ cái nhóm thứ ba là cái nhóm phospholipid và các axit béo thiết yếu. Thì những cái axit béo thiết yếu và các phospholipid này nó giúp cho cái màng của các tế bào thần kinh nó được căng đều, và cái việc dẫn truyền các cái tín hiệu thần kinh và xử lý các cái thông tin nó sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể chọn cá ba sa là một loại cá rất là tốt, chọn cá điêu hồng. Bên cạnh đó thì có một số các vitamin và khoáng chất rất là cần cho hoạt động của não hàng ngày. Đầu tiên thì chúng ta cần số 1 là iốt. Cái thứ hai là sắt, một cái khoáng chất rất là quan trọng bởi vì sắt sẽ giúp tạo máu được nhiều hơn. Và cái máu khi mà nó vận chuyển trong cơ thể, nó sẽ đem oxy đến não, nó giúp cho cái tế bào não nó luôn luôn tươi mát. Cuối cùng thì chúng tôi cũng khuyến nghị một trong những cái nhóm vitamin rất là quan trọng, đó là vitamin nhóm B. Nó sẽ có nhiều ở trong các cái loại đậu hạt, có nhiều ở trong các loại ngũ cốc, và nó cũng có nhiều trong các cái thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như là các loại thịt cá. Theo bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, các thí sinh cần ăn 3 bữa chính với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm là bột đường, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Hàng ngày cần ăn 20 loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ dưỡng chất. Đặc biệt, vào sát những ngày thi, ngoài chế độ dinh dưỡng còn cần để đầu óc được nghỉ ngơi một cách hợp lý, chẳng hạn tập thể dục, nghe nhạc, trò chuyện cùng ai đó để giải tỏa tâm lý. Mùa thi không ít phụ huynh rỉ tai nhau về thuốc tăng cường trí nhớ để hỗ trợ cho các sĩ tử. Tuy nhiên, việc dùng thuốc chưa hẳn đã là biện pháp hay, vì thế các bậc phụ huynh phải thật tỉnh táo, cân nhắc khi cho con sử dụng thuốc trong những ngày thi cận kề. Chỉ khi nào là các cháu là bệnh đến không có thể nào là
phải dùng đến thuốc thì mình mới đi khám bác sĩ để tư vấn thôi. Chứ còn nếu mà được không, mình không có được cái bác sĩ chỉ định mà mình uống như đó thì cũng không được tốt. Mà cái tốt nhất là mình phải cho các cháu ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô thì cô không có sử dụng cái thuốc ấy bao giờ cả. Tại vì cô nghĩ quan điểm đó là nó có những cái tác dụng phụ. Không chỉ vậy, với quan niệm tâm linh, nhiều phụ huynh lại kiêng cữ một số loại thức ăn chẳng hạn các loại trứng, chuối, trong khi chuộng các loại đậu trong khẩu phần ăn. Nếu mà ngày thi thì có thể cô cũng vẫn phải kiêng, bởi vì nói chung là có thờ có thiêng, có kiêng có lành hơn. Mình cũng vẫn chưa dám phủ nhận những cái điều đó. Trong khi đó, vẫn có phụ huynh cho rằng nên tập trung cho ăn theo chế độ dinh dưỡng thường ngày để đảm bảo sức khỏe. Theo tôi nghĩ thì cái đó thì giống như quan niệm của ông bà xưa thôi, là suy xẻo trong mùa thi mà vẫn cho cháu các ăn đầy đủ để cho đảm bảo dinh dưỡng cho cháu. Thưa quý vị, vào thời điểm đưa nước rút như thế này, ngoài chế độ dinh dưỡng ăn hợp lý thì việc nghỉ ngơi và phân bổ các hoạt động khác cũng vô cùng quan trọng đối với các em học sinh. Và chúng ta cùng trao đổi vấn đề này với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, vào mùa thi thì các bậc phụ huynh thường cho các em uống các loại thuốc tăng cường trí nhớ. Vậy thì điều này có thực sự đạt được hiệu quả không ạ? Cho đến nay thì chúng tôi cũng không tìm thấy một cái nghiên cứu khoa học nào chứng minh là có thuốc A, thuốc B là có thể làm tăng cường trí nhớ. Cái việc mà thông tin của các bậc phụ huynh á, là nó liên quan đến một số các cái thuốc hoặc thực phẩm chức năng, nó làm tăng tuần hoàn não, thì vô hình dung chúng ta đã làm cho cái não nó bị ép hoạt động liên tục và nó không được nghỉ ngơi. Vì vậy á, thì trong 1-2 ngày đầu cảm thấy là tỉnh táo hơn, nhưng mà tiếp theo những ngày thứ 3, thứ 4 thì lúc đó các cháu sẽ rơi vào cái tình huống là rất là mệt mỏi. Và cái tác dụng phụ của các cái thuốc mà không được chứng minh là có hiệu quả làm tăng cường trí nhớ là sẽ làm hại các cháu. Cùng với chế độ ăn uống hợp lý thì các em học sinh nên phân bổ chế độ thời khóa biểu của mình như thế nào cho hợp lý để qua đó vừa đạt được kết quả học tập tốt và vẫn duy trì được sức khỏe thật tốt ạ? Chúng tôi khuyến nghị là các em dù có học tập căng thẳng đến đâu, nhiều bài đến đâu thì cũng phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc có nghĩa là buổi trưa và cần phải ngủ khoảng 30 phút, tối đa là 1 tiếng và không ngủ quá dài vào buổi trưa. Nếu chúng ta ngủ quá dài thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống mệt mỏi buổi chiều và nó sẽ dẫn đến là buổi tối chúng ta sẽ thức khuya hơn và sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ mệt hơn. Nếu chúng ta không ngủ trưa thì cái não sau một buổi sáng hoạt động nó không được nghỉ ngơi một chút nào cả. Cơ thể cũng không được nghỉ ngơi thì cái não nó sẽ hoạt động quá tải. Buổi tối thì chúng ta cần phải ngủ tối thiểu là 7 tiếng đồng hồ. Vì vậy thì các em tốt nhất là không nên thức quá khuya, nên đi ngủ sớm và sau đó dậy sớm để học bài thì chúng ta sẽ tỉnh táo hơn và hiệu quả nó sẽ cao hơn. Các em chú ý là mặc dù chúng ta bận thi nhưng mà sáng dậy hãy tập thể dục ở nhà thôi. Tập thể dục buổi sáng khoảng 15 phút. Sau mỗi cái quãng thời gian học khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng nhất định là phải ngừng học lại và phải đi ra tập các cái hoạt động thể lực, có thể vươn thở. Các em cũng có thể đi bộ một vòng hoặc là các em nghỉ bằng cách là các em nghe nhạc, xem một chút truyện ngắn mà dạng truyện hài hước chẳng hạn, cũng có thể xem một chút phim hoạt hình mà ngắn gọn thôi để chúng ta thư giãn và chúng ta sẽ có kết quả học tập được tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin bổ ích vừa rồi. Thưa quý vị, để chuẩn bị sức khỏe thật tốt cho các em bước vào mùa thi thì các bậc phụ huynh nên lưu ý. Thứ nhất, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, không bỏ bữa, ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụ với đầy đủ 4 nhóm thực phẩm là bột đường, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Thứ hai, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nên chia thời khóa biểu đảm bảo các em ngủ đủ 8 tiếng một ngày, tránh việc học dồn, học quá khuya. Thứ ba, một vài động tác vận động cơ thể buổi sáng giúp máu huyết lưu thông cũng là cách gia tăng sức khỏe và tinh thần học tập cho các em. Thứ tư, thường xuyên cung cấp nước cho cơ thể, nước khoáng, nước cam, chanh và tránh sử dụng các loại nước ngọt. Thứ năm, không sử dụng thuốc bổ não cho học sinh. Đến đây thì chương trình Sống Vui Sống Khỏe kỳ này cũng xin được khép lại. Hy vọng những thông tin bổ ích về dinh dưỡng, sức khỏe đã giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn cụ thể hơn và áp dụng giúp các sĩ tử giảm áp lực, tránh mệt mỏi trong những ngày ôn luyện, cũng như giúp các em đạt được kết quả tốt nhất trong mùa thi. Mọi câu hỏi về sức khỏe hay thư từ góp ý, vui lòng gửi qua địa chỉ hộp mail Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh amoc@gmail.com hoặc địa chỉ 250 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn công ty Stada đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.